Hello mọi người nha. Dạo gần đây bận công việc quá cho nên thành ra là không có làm video nữa. Nhưng mà mấy nay thì mình cũng rảnh, với lại đợt này chuyển về làm vườn lo cái sào xả, với lại ít cây chanh điều. Thì nay mình đi ra vườn thì mình kiếm mấy quả chanh về pha nước chanh, thì vô tình phát hiện ra được một cái ổ chim để cho mọi người xem, nhưng mà mình không biết đây là cái ổ chim gì, nó làm với những cái chanh thấp 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 đó, hai quả trứng nhỏ xíu à, rồi cho nên nó có kiến nữa, nhỏ bằng bằng cái đầu ngón tay của mình á. Mình không biết là chim gì nhưng mà mình không thấy chim chim bố mẹ đâu hết, mà trong cái tổ chim này thì kiến không à, kiến mà không biết nó có ăn không, không biết nó có ăn mấy quả trứng này không, nhưng mà mình thì mình không có thấy là nó ảnh hưởng gì tới trứng hết, mà nó làm cái tổ kiến ở kia, mấy chim gì nó đẻ xong rồi làm tổ đẹp lắm, làm tổ đẹp lắm, đang cái tổ nhìn rất là đẹp, nó nhỏ xíu à, xíu à, chắc nó bằng cái quả chanh, lớn hơn quả chanh, lớn gấp đôi quả chanh à, đó. Nên bây giờ chắc hiện tại bây giờ thì mình đang chăm sóc cái sào vườn xả với lại điều chanh này, thì mình sẽ theo dõi nó mỗi ngày xem được coi là tình hình là sắp tới nó có nở ra không. Bữa giờ mình chăm cái vườn này mình không có thấy chim bố mẹ, nhưng mà hôm nay mình ra mình tính đi tìm vài quả chanh về để mình là làm nước uống, thì lại phát hiện ra cây này nó lại có tổ chim. Hồi đợt trước đó mình thu hoạch xả, cái hồi năm 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 ngoái năm kia á, thì cũng phát hiện được một cái tổ chim ở trong cái bụi xả, mà nay thì lại phát hiện ở trong cái đó, trong cái cây chanh này. Ok, vậy thì mình sẽ theo dõi và cập nhật nó thường xuyên cho mọi người xem thử coi là đây là loại chim nha. Ai mà biết chim này chim gì thì mọi người comment cho mình biết với nha. Mình sẽ theo dõi thử coi là sắp tới thì nó có nở ra được chim con hay không. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.